Sáng ra làm được nhiều rồi đó. À, làm cỏ á. Cỏ trồng hoa để ngắm. Dữ chưa? À, xong cái đạm đắm này luôn. Đẹp chưa? Thơ rồi làm lại hết được ha. Đẹp chưa? Hai ba làm sạch sẽ đẹp đẽ chưa? Dọn giường. Dọn hết. Không chi rồi giờ làm nó mệt đó. Hãy dọn giường cho nó sạch sẽ. Đó bên đây làm được nhiêu bên đây nè. Đó bữa họ bên đây. Đây được góc nữa. Góc đẹp chưa? Làm cỏ xong. Rồi tưới hoa xong giờ cắt khổ hoa. Dây khổ hoa nè. Trời ơi, cho trái nè. Trái thấy hàm không? Rồi leo lên lọc nhà luôn. Leo lọc nhà luôn, trái nhóc luôn. Được không? Giờ cắt một đống trái. Trang trí sạch sẽ đẹp đẽ luôn. Đó, đẹp chưa? Hoa. Trồng để ngắm. Đây cũng gom được một phần thôi à, chứ chưa gom hết, cho nó sạch sạch một chút vậy thôi, đỡ một chút vậy thôi. Cuối cùng thì mình cũng xong nó được một góc nhà bên đây nữa đó, quá trời luôn. Làm sạch mấy góc giường đẹp chưa? Wow, này trồng mấy loại rau mình thích để mình ngắm đó, ngắm trời vậy đó. Rau muống, rau đắng, rau má, rau thơm, Huế, rau găm, cái gì ngò gai, rau miên, ngò ôm, cần cua, hành, hẹ. Chữ chưa? Được góc vừa. Cuối cùng cũng xong, cũng hoàn thành. Cuối cùng thì mình cũng hoàn thành nhiệm vụ một góc nhà bên đà hông, trồng hoa quá trời luôn, nó nở mà chịu không nổi luôn, nó gỗ lên cũng làm sạch cỏ hết trơn luôn, dọn sạch cỏ, dọn vườn sạch hết luôn. Đó, xong góc này, góc bên đây cũng xong luôn. Góc đây cũng xong luôn. Mình dọn sạch góc này luôn. Lá quá trời lá. Dọn sạch luôn. Chưa. Cần phải vậy không? Chèo hai cái áo mất thẩm mỹ dễ sợ. Ê,
Chuẩn bị nhậu nhẹt, sợ trời mưa, chơi trong à, gớm chưa à. À, giờ mới chuẩn bị à, lên hàng à, mà mới con mà nè, đó con nhà ai không à, lại tao mắc nợ cái gì á. Ai làm mày nghĩ ai làm mày? Nó làm. Gánh. Chị cảm là cao từ cao từ sáng đến chiều ngơ luôn. Ok. À, giờ mấy con ma nó giờ xin kẹo nè. Rồi ai ra phát kìa. Lulu. Lulu phát cho người ta đi phát. Lulu mỗi đứa một cục nha con. Phát đi. Phát đi. Này con ma nè. Ma này ghê vậy. Ma nấu đồ ăn ghê quá. Phát đi. Phát cho ta đây luôn. Anh lại đi anh. Để nghiệp nó dễ thương quá à. Ông ma ghê quá. Ông ma ghê quá à. Cái cây này có lưỡi hái không? Hai. Có lưỡi giờ con ma nữa quá là đồ ăn luôn nè, đồ. Ông ma ra là đồ ăn luôn. Rồi ma ghê thiệt. Đây rồi. Mới giờ này là ma nó xuất hiện ngắm hết trơn rồi. Đứa nào lại phát đi. Được. Hàng ma này đang làm đồ ăn. Thịt nướng xiên que. Ừ. Đừng nghĩ ăn hết đâu. Ê, gì hồi hết à, các bạn của. Quay người xin kẹo không quay ông nướng thịt. Có ngon ông ma này ông nướng thịt ghê quá. Hấp dẫn nha, thịt hấp dẫn, thịt hấp dẫn nha, thơm ghê luôn á. Thơm không? Thơm. Nó bụng thấy bà mày luôn. Thơm ghê. Thì giờ này là vừa đó. Quay còn sáng về quay phim thấy đẹp ghê không? Đó. Đó rồi, không? Mèo luôn đó này, cái đóng. Quá trời luôn. Chạy trí luôn, nó chạy trí luôn. Đẹp quá hả? Đẹp thiệt chứ bộ. Hai thằng ấy hả? Lù lù nó ngồi đó lậm ma luôn hả? Lù lù là nó lại giống như là chị cảm thấy còn mưu tượng vậy. Nó sống động vậy. À. Quá trời luôn. Một đứa một cái, bỏ nó một cái thôi tại
hai cô gái đang ngồi về phát kẹo đó, cưng chưa đó. Đâu coi hai cô gái có đẹp không đó. Đồ giờ đi đâu nhẹ cái gì luôn nó bất động rồi. Thằng luôn luôn nó vui nha. Khác đi, hai thứ này. Khác đi. Dặn nó bỏ hai cái mà thấy nó bỏ thêm cái rồi ngồi cái đó vậy thôi em kể như vậy á. Chạy đó, chạy đó. Dạ rồi, bên má hơi gì ra bà ma nó phát nó kêu là giật cô một xếp hàng gì cho từ thì con ông nào mặc để chưa cái suy ready come on yeah but I want to do up there too up there nào cái đồ hả của đồ đó giống hồn mèo quá bộ giống vậy mà có không ta từ năm nào giống cái bà từ trước cái đây trời ma này dễ mà đây nè con ma ngoài kia đợi đi rồi đợi nó tôi quay trời ơi cái này thèm mà nè đói rồi nè nghe trời ơi này wow này mới thèm ăn luôn nè ma dữ quá để tôi ra coi ma kiền sao để tôi ra coi ma kia nó làm kiền ma ngoài đây nó làm kiển à. Con ma này ghê quá nè, nó này con ma này nó dữ nè. Đó, con ma này dữ nè. Con ma làm kiển mà. Đó, ma dữ chưa? Nằm cưỡng rồi, bài bản luôn ha. Ma này dữ luôn á. I love you.
Ờ à. Vui chưa? Giống như hò đại hội vậy. Xu nhà vui sao không? Trời quá đó. Hi. Hi. Wow. Sống lên nhạc đi trời. Hay không? Rồi, trời ơi, lại khu đồ ăn này mới hấp dẫn nè. Đó. Hấp dẫn nè. Ồ, hấp dẫn ha. Trời ơi. Thấy thèm chưa? Gì đây, mỡ hành. Mỡ hành. Thôi còn sò lên nữa mới hấp dẫn dữ nữa. Đó. Trời ơi, giống đại hội võ lâm quá. Đầu tư dễ sợ luôn á. Ơi này, đầu tư dễ sợ luôn. Đầu tư từ quần áo, giày dép, vỏ đồ ha. Nó lạnh vậy mà cũng tí nè. Tí nè đi kìa con. Nè. Đi đây mình. Nè. Bên này là đi đây mình với mèo nè. Lù lù đi không? Ma nhà còn ma ngoài đường nữa chịu sao nổi. Đủ thứ loại ma, chân ma gì cũng có trơn á, xuất hiện nhiều ma quá. Wow, đẹp nha. Đó, hai ba nhà phát không kịp luôn. Khủng long, cái này là ma khủng long. Người. Con ma này, con ma nấu ăn nè, con ma này, con ma nướng thịt nè, con ma này, con ma gì mà ghê quá nè. Con ma đang nướng thịt ghê quá. Con ma này dữ nè. Khủng long điểm nổi nè, khủng long điểm nổi ở đây, gần tới ở đây. Khủng long điểm nổi nè. Ờ, khủng long điểm nổi. Một cái bảng xoăn, một cái bắp kìa. Dạ, không biết. Bảng này nè. Kiểu vô. Ừ, bảng không có trường á. Kiểu vô ăn. Trời, con tôi đi nãy giờ hả? Ừ, anh có nói mẹ không nha. À hả. Đi
thì tự nhiên kẹo lại. Con đi vào cái này chứ là quá trời quá đất luôn, người quá trời người. Người ở đâu mà đông quá trời đông. Đó. Happy Halloween. Happy Halloween. Thank you. You're welcome. Happy Halloween. Happy Halloween. Happy Halloween. Trick or treat. Happy Halloween. Thank you. Come on. Trick or treat. Oh, you're fine. Thank you. Happy Halloween. Thank you. Happy Halloween. Thank you. We're over here. Y'all just missed this one. Thank you. You're welcome. Thank you. Thank you. Thank you. Happy Halloween. Say thank you. Happy Halloween. Happy Halloween. Thank you. Happy Halloween. Thank you. With a wave. Happy Halloween. Happy Halloween. Thank you. You welcome. Wow. Sắp thủ rồi không? Sắp thủ rồi. Sắp hết kẹo rồi. Nhìn. Này thành phố nhỏ mà ở gì chưa bằng cái gì à, thành phố nhỏ có bỏ mới hấp dẫn nè, thấy không? Ồ ôi dẫn chưa đỡ tay này rồi. À. À. Ăn thì mới sướng không? Vô quốc vương à. Ăn tại chỗ luôn, tại bàn thì mới đã. Nè, đi xin kẹo xong về hết sâu luôn nè. Đói quá mà. Trời trời. Rồi, cho ăn đi. Ăn nữa, quất luôn. Chơi luôn này. Trời ơi, đi xin đã về đó bụng ăn nè. Ăn thấy thương không? Kéo không không? Một nhà luôn nè. Kéo hết rồi hả? Đó, đó. Trời ơi, con ma này vô trong nè. Đâu? Trời ơi, con ma này vô tới đây luôn. Trời ơi, con ma này nhào vô tới đây. Mấy ma vô tới nhà luôn rồi. Mấy ma vô tới đây luôn. À, lộn chỗ, lộn chỗ. Ma vô lộn chỗ luôn. Kinh dễ lại.
biết bởi vì ngồi trong đây nè. Đó. Mà dữ quá à. Giờ này vẫn còn đông gì đó. Quá trời. Cây ba rồi đó. Nó ba cây nó hết luôn rồi. Kệ cho ăn đi, ăn bả thôi. Đi mệt ăn hết thôi. Ừ. Nãy giờ ta đi bộ mệt mà. Đi mệt rồi. Ừ, đây vô quá trời quá đất à. Giờ này mà còn đông gì nè. Không nghĩ là không có đông vậy, không ở đây ít người ở á. Yes.